Chào mừng các bạn đã trở lại kênh YouTube Sơ Pháp Phú Mỹ. Hôm nay chuyên mục mới mình Phil cùng chia sẻ với các bạn trên kênh YouTube Sơ Pháp Phú Mỹ. Đây là một chiếc xe Ford Ranger XLS MT màu xanh. Xe này sản xuất năm 2018, số sàn đã được mình Phil chuyển đổi sang màu trắng cho khách hàng. Các bạn xem vlog để biết thêm thông tin khi đổi màu sơn xe, các bạn cần làm thủ tục gì. Đầu tiên là các bạn cần đăng ký đăng kiểm, đổi thủ tục màu sơn xe từ màu trắng sang màu xanh, chi phí chỉ mất khoảng 500.000 đồng. Các bạn khai báo khi đổi màu sơn xe nha, làm thủ tục. Đó. Đây, quang cảnh các thợ đang tháo ra hết và sơn lại màu trắng hoàn toàn, từ màu trắng sơn sang màu xanh. Các thợ của Ford Phú Mỹ tại xưởng phải tháo ra hết thì bắt đầu mới sơn được ha. Khung gầm để nguyên, không có sơn khung gầm và sườn, chỉ sơn toàn bộ các thân xe. Và trong khoang máy này chúng ta không có hạ máy xuống nha các bạn. Đó, nó vẫn còn màu xanh nè. Thực tế thì các bạn nếu muốn sơn màu trắng hết thì phải hạ máy xuống mới sơn được. Nên mình cũng tư vấn cho khách hàng là không nên hạ máy xuống. Hạ máy xuống phải tháo ráp ra, thợ tháo ra tất cả, rời máy ra và sơn lại thì rất là cực đó. Nên chúng ta sơn để chúng ta sử dụng, nên chỉ cần sơn đổi màu sơn bên ngoài là đủ rồi, không cần phải hạ máy xuống đâu đó. Hạ máy xuống thì phải mất thêm nhiều thời gian nữa, và thời gian sơn là trong vòng khoảng 2 tuần mới hoàn thiện được chiếc xe này. Và giá đổi màu sơn 500.000 đồng và giá chọn gói sơn màu trắng này là 28 triệu đồng, đã bao gồm VAT cho quý khách hàng. 28 triệu đồng để đổi màu sơn xe. Quý khách có nhu cầu sơn màu thì hãy liên hệ Mạnh Phiêu để được tư vấn kỹ. Đây mình quay quang cảnh chi tiết các thợ đã tháo ra và sơn đó, để cho khách hàng được xem thực tế. Quay cận cảnh chi tiết luôn trong video clip này, các bạn đã xem được quy trình sơn như thế nào. Sơn xong theo tiêu chuẩn của Ford nha các bạn. Đây, sau khi hoàn thiện, chiếc xe đã trở thành một chiếc xe mới hoàn toàn 100%. Mình đưa vào showroom sạch sẽ để chuẩn bị bàn giao cho vị khách hàng của chúng ta. Từ một chiếc xe màu xanh sản xuất 2018, đăng ký 2019, chúng ta đã có một chiếc xe mới hoàn toàn 2022. Các bạn thấy thế nào? Hãy chia sẻ, comment, đánh giá, quan điểm cá nhân trên kênh YouTube Xe Pháp Phú Mỹ. Đây, chúng ta chuẩn bị bàn giao cho khách đây. Đây là xe đổi màu sơn hoàn toàn luôn á chú. Sao khi chú nhận thấy xe, chú thấy cảm nhận sao chú? Cái xe mình màu xanh mà đổi qua màu trắng luôn à? Cảm thấy vui không? Rồi. Chú có phát biểu gì không ngày vui hôm nay nhận xe không? Dạ. Mua xe cũ cũng như xe mới. Dạ. Rồi, cảm ơn chú đã ủng hộ Ford Phú Mỹ ha. Đây, chiếc xe đã đổi màu sơn sang màu trắng. À, chú nói là chú đang có nhu cầu kinh doanh, chú muốn tìm một chiếc Ranger nữa. Xe đã qua sử dụng để tiết kiệm được cái tiền chi phí đăng ký, tiền đóng thuế. Rồi, đổi màu sơn xe hoàn toàn từ màu xanh sang màu trắng. Và chiếc xe này nhìn giống như một chiếc xe mới hoàn toàn. Quay một vòng cho các bạn cùng xem. Này, mở cho coi khoang nội thất của xe nè. Này chú. Nhưng xe mới luôn hả chú ha? Nhìn đi chang xe mới không khác gì hết chú. Xe số sàn. Các bạn có yêu thích những chủ đề như thế này hay không? Hãy để lại quan điểm, ý kiến cá nhân trên kênh YouTube Xe Pháp Phú Mỹ. Và hãy like, subscribe kênh để mình có thêm động lực làm những video clip hấp dẫn hơn với nội dung hay hơn. Cảm ơn các bạn. Hẹn video clip lần sau.